Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Laptop World và mình là Pat. Nhắc đến những cái chiếc laptop gaming có card đồ họa với cái hộ tố là 50, ví dụ như là RTX 1650 này, RTX 2050 hay là RTX 3050 chẳng hạn, thì thông thường nó sẽ không phải là những cái sản phẩm mà được người dùng thật sự quá là yêu thích đúng nào, bởi vì là cái mức hiệu năng thực tế cho ra của nó thì cũng không phải là quá là mạnh. Và để so sánh với cái phần hộ tố 60 ở những cái thế hệ trước đây nhá, thì nó sẽ có một khoảng cách tương đối là lớn đấy. Bắt đi một thời gian thì phải đến cái thời điểm hiện tại, khi mà mức giá của những cái chiếc laptop gaming chạy card đồ họa RTX 2050 hay là RTX 3050 chẳng hạn, nó có mức giá rất là tốt rồi, thì lúc đấy nó mới có cái sức hút gọi là đủ lớn để anh em có thể là quan tâm ở trong cái phân khúc giá của nó. Phải đến cái thế hệ đó chính là RTX 4000 series, mà mình lấy ví dụ đây chính là những cái chiếc laptop gaming chạy card đồ họa RTX 4050, thì lúc này chúng ta mới có được những cái sản phẩm nó thật sự là tốt, thật sự là có một cái hiệu năng mạnh mẽ ở trong cái phân khúc giá của nó. Và ngày hôm nay mình xin phép gửi tới các bạn một video tổng hợp top 5 những cái chiếc laptop gaming chạy card đồ họa RTX 4050 giá rẻ nhất tại Laptop World bây giờ nhá. Bật mí luôn với các bạn là cái mức giá khởi điểm nó chỉ từ 19 triệu đồng mà thôi, rất là rẻ đúng không? Vậy thì top 5 chiếc laptop đó là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngay sau đây. Chiếc laptop đầu tiên mình muốn giới thiệu và cũng là có cái mức giá rẻ nhất trong cái danh sách ngày hôm nay, và có lẽ là các bạn cũng đoán được tên rồi đúng không nào? Đây chính là cái chiếc MSI ThinkPad G63. Với cái mức giá chỉ là 19.490.000 đồng thì các bạn sẽ có gì ở đây ạ? Chúng ta sẽ có cấu hình bao gồm là Intel Core i5 12450H, 8GB RAM, 512GB SSD, card đồ họa là RTX 4050, đi kèm với đó là một cái màn hình kích thước 15,6 inch, có độ phân giải là Full HD cùng tần số quét đó chính là 144Hz. Nhìn chung thì đối với cả cái dòng GF63 này, nó luôn luôn nằm trong top những cái chiếc laptop gaming có cái thông số cấu hình cao mà ở trong cái phân khúc giá là rẻ nhất rồi đúng không? Cái này thì nó đã duy trì từ nhiều năm nay rồi. Bên cạnh đó thì cái dòng ThinkPad G63 này cũng giống như là cái chữ Thin ở trong cái tên của nó, đó chính là nó rất nổi tiếng trong phân khúc giá với cái yếu tố đó chỉ là gọn nhẹ. Cụ thể hơn thì cái chiếc MSI GF63 này nó chỉ có trọng lượng đó chính là 1,86kg mà thôi, tức là nó hoàn toàn ngang so với cả những cái chiếc Ultrabook đúng không nào? Và với một cái kích thước cũng như là một cái trọng lượng như vậy thì cái chiếc GF63 nó là một cái sự lựa chọn khá là lý tưởng dành cho những bạn nào mà có một cái hậu bao không quá lớn, các bạn muốn có một chiếc laptop gaming mà nó phải vừa có được cái cấu hình mạnh mẽ mà lại vừa phải đảm bảo được cái tính di động cho chúng ta. Và tất nhiên là khi mà đi kèm với hai yếu tố đó chính là giá rẻ nhất cũng như là cái trọng lượng là nhẹ nhất luôn nhá, nhẹ nhất trong năm cái chiếc laptop mình giới thiệu với các bạn ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ phải có một cái điểm đánh đổi, đó chính là về cái hiệu năng thực tế của chiếc máy này thì nó sẽ không phải là quá mạnh đâu. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải cảm ơn dòng card đồ họa RTX 4000 series, mà cụ thể hơn chính là RTX 4050, bởi vì nó có được cái mức tối ưu hiệu năng trên oát điện tiêu thụ là rất tốt. Cái chiếc card đồ họa RTX 4050 ở trên chiếc GF63 này thì sẽ chỉ có cái mức TDP là 45W mà thôi, so với cái con số đầy đủ mà nó có thể ăn được lên tới là 140W. Tuy nhiên thì nhờ cái khả năng tối ưu điện năng rất là tốt ở trên cái dòng card đồ họa RTX 4000 series mà cái chiếc RTX 4050 này nó vẫn sẽ có cho chúng ta được một cái mức hiệu năng nó được khoảng tầm đâu đấy là 70% so với cả một cái phiên bản mà ăn điện đầy đủ nhá. Và với một cái mức hiệu năng thực tế như vậy thì cái chiếc GF63 này nó hoàn toàn có thể chơi tốt những cái tựa game esports ở trên thị trường bây giờ, ví dụ như là LOL hay là Valorant chẳng hạn, hay là thậm chí các bạn muốn đá qua một vài tựa game AAA với một cái setting cấu hình vừa đủ thì cái chiếc máy này nó vẫn hoàn toàn có thể cân được cho chúng ta luôn nhá. Sản phẩm thứ hai mà mình muốn giới thiệu với các bạn thì cũng sẽ là một người anh em của cái chiếc MSI GF63 này, đó chính là cái chiếc MSI Cyborg 15. Với cái sản phẩm này thì chúng ta cũng sẽ có được cái mức giá đây nó rất là thấp, tất nhiên là nó sẽ đắt hơn một chút so với cả chiếc GF63 nhá, đạt được con số khởi điểm đó chính là 20.890.000 đồng. Với cái mức giá này thì chúng ta cũng sẽ có được cái option cấu hình là giống y hệt so với cả cái chiếc GF63 luôn. Chúng ta vẫn có đây là con chip Intel Core i5 12450H đi kèm với card đồ họa RTX 4050. Chúng ta cũng vẫn sẽ có đây là 8GB RAM đi kèm với đó là 512GB SSD nhá. Vậy thì là một cái chiếc laptop gaming cùng tới từ MSI, cùng có thông số cấu hình như ở cái chiếc GF63, tuy nhiên thì mức giá nó lại đắt hơn một chút. Vậy thì là chúng ta sẽ được hưởng lợi gì nào? Ngay khi mà chúng ta đặt hai cái chiếc laptop này bên cạnh nhau để có thể là nhìn về cái phần ngoại hình bên ngoài thì rõ ràng là chúng ta đã thấy được một cái điểm hơn rồi đúng không nào? Đối với cả cái chiếc MSI Cyborg 15 thì chúng ta có được một cái thiết kế nhìn nó đẹp và nhìn nó thời trang hơn rất là nhiều so sánh với cả cái chiếc MSI GF63 vốn đã có cái ngôn ngữ thiết kế là được giữ nguyên qua nhiều năm nay. Những cái đường gắt xẻ cũng như là những cái chi tiết mà được ốp bởi cái phần lớp nhựa nhám, tuy nhiên thì nó hơi trong suốt ở đây, chính là cái điểm đặc trưng của dòng MSI Cyborg 15 này. Và với một cái ngôn ngữ mà được lột xác hoàn toàn so với cả cái dòng GF63 thì mình cũng đánh giá luôn cái chiếc MSI Cyborg 15 này là một trong những cái chiếc laptop gaming mà có cái ngoại hình phải nói là hấp dẫn nhất ở trong cái phân khúc giá của nó nhá. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng sẽ có được một cái chất lượng build quality là tốt hơn ở trên cái chiếc MSI Cyborg 15, khi mà các bạn nhấn vào cái phần khu vực mặt A hay là phần khu vực khung bàn phím chẳng hạn thì các bạn sẽ cảm thấy là cái hiện tượng flex là nó đã được hạn chế rất là nhiều khi mà so sánh với cả cái chiếc MSI GF63 rồi. Tất nhiên là với những cái sự cải thiện liên quan đến cái chất lượng build thì cái trọng lượng của chiếc máy này nó cũng sẽ tăng lên một chút nhá, khi mà nó sẽ không phải là con số 1,86kg nữa, mà chúng ta sẽ có được cái trọng lượng ở trên cái chiếc Cyborg 15 này đạt được con số là 1,98kg. Con số này thì mặc dù là nó nặng hơn so với cả cái chiếc MSI GF63, tuy nhiên thì nó vẫn là rất nhẹ so với cả mặt bằng chung của những chiếc laptop gaming bây giờ vốn có trọng lượng đâu đấy dao động trong khoảng từ 2,3 cho đến là 2,5kg. Nhìn chung thì nếu như mà các bạn chi thêm một chút tiền cho cái chiếc MSI Cyborg 15 này thì các bạn sẽ đánh đổi lại được, thứ nhất là về cái phần ngoại hình nhìn nó đẹp và thời trang hơn rất nhiều.
nhiều đúng năng. Thứ hai đó chính là về chất lượng build quality thì nó cũng sẽ tốt hơn so với cả chiếc GF63, và từ đấy thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể là an tâm hơn trong cái quá trình sử dụng máy nhá. Và nhắc đến cái sự an tâm trong quá trình sử dụng thì cái chiếc MSI Cyborg 15 cũng sẽ có một cái sự cải thiện so với cả cái chiếc GF63 nữa, đó chính là cái thời gian bảo hành chính hãng của chiếc máy này thì nó sẽ lên tới là 24 tháng thay vì là 12 tháng như là cái chiếc MSI Thin GF63. Sản phẩm thứ ba mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay thì cũng là một tân binh mới xuất hiện tại Studio Laptop World mấy ngày gần đây thôi, đó chính là cái chiếc máy ở bên tay phải của mình đây, chiếc Gigabyte Aorus 15. Nhìn chung thì hiện tại đây là cái chiếc laptop gaming chạy cả đồ họa RTX 4050 rẻ nhất mà các bạn nên kiếm nếu như mà các bạn là một người muốn chơi game một cách nghiêm túc ở trên những cái chiếc laptop gaming. Lý do tại sao mình lại nói như vậy thì đầu tiên đó chính là liên quan đến cái yếu tố cấu hình nhá. Khi mà chúng ta sẽ có đây là con chip Intel Core i5 13500H có cái hiệu năng là mạnh mẽ hơn rõ rệt so với cả Intel Core i5 12450H ở trên hai cái chiếc máy tới từ MSI. Thứ hai đó chính là cái chiếc Gigabyte Aorus 15 này thì nó cũng sẽ có được cái khả năng tản nhiệt là tốt hơn rất nhiều so với cả hai cái đại diện tới từ MSI. Nhìn chung thì hai cái chiếc máy MSI kia thì nó sẽ thiên hướng hơn đến cái sự đó chính là di động đúng nào, để có thể là đảm bảo trong ta một cái trọng lượng nhẹ. Còn đối với cả cái chiếc Gigabyte Aorus 15 này thì nó sẽ có cái trọng lượng lên tới là 2,38 kg, và với một cái trọng lượng nó lớn hơn đi kèm với đó là kích thước tổng thể của máy nó sẽ lớn hơn so với cả hai đại diện tới từ MSI. Thế cho nên là cái chiếc Gigabyte Aorus 15 nó sẽ cho chúng ta được một cái hệ thống tản nhiệt là tốt hơn rồi nhá. Cả đồ họa RTX 4050 ở trên chiếc máy này thì nó sẽ được bung mức TDP tối đa luôn với con số là 140W, và từ đó thì nó sẽ mang lại cho chúng ta được cái hiệu năng gaming là tốt hơn so với cả hai cái chiếc MSI vốn chỉ có một quạt và card đồ họa RTX 4050 chỉ có TDP là 45W kia. Ngoài ra nữa thì mình cũng sẽ đánh giá rất là cao cái phần ngoại hình ở trên cái chiếc Gigabyte Aorus 15 này. Nhìn chung thì xét về tổng thể là mình thấy nó đẹp hơn rất là nhiều so với cả những cái chiếc laptop gaming khác ở trong cái tầm giá của nó. Không chỉ vậy thì cái chiếc máy này nó sẽ được trang bị cho chúng ta LED RGB khá là đầy đủ ở đây. Với cái phần LED RGB trên bàn phím thì nó sẽ là LED 3 vùng nhá. Và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng sẽ có được một cái phần LED RGB ở cái phần cạnh dưới của màn hình. Và khi mà các bạn mở màn hình lên thì cái phần LED RGB này nó sẽ phả xuống dưới cái phần đuôi bản lề ở đây. Và kể cả là các bạn nhìn ở cái phần mặt trong hay là phần mặt ngoài chăng nữa thì các bạn vẫn sẽ có thể thấy được cái phần LED RGB này. Nói chung thì mình thấy đây là một cái phương án xử lý khá là sáng tạo cũng như có được cái tính hiệu quả cao về cái phần LED RGB ở trên cái chiếc Aorus 15 này nhá. Và không chỉ có vậy đâu, còn một cái điểm mạnh nữa ở trên cái chiếc Aorus 15 này mà mình muốn đề cập với các bạn đó chính là về cái thời lượng pin. Đây cũng chính là cái chiếc laptop gaming mà có được cái viên pin dung lượng lớn nhất trong số 5 cái chiếc laptop mình giới thiệu với các bạn ngày hôm nay, với dung lượng pin lên tới là 99Wh cơ. Nói chung thì đây sẽ là một cái điểm cộng rất là lớn, đặc biệt là đối với cả những bạn nào mà hay phải mang laptop đi di động, các bạn hay phải ra cà phê này, hay phải lên máy bay, hay là hay phải ngồi ở những cái chỗ nào đấy mà nó không tiện cắm sạc chẳng hạn, thì một cái chiếc laptop với cái viên pin dung lượng lớn như là cái chiếc Gigabyte Aorus 15 này nó sẽ mang lại cho chúng ta được cái thời lượng sử dụng là tốt hơn. Và với tất cả những cái ưu điểm như vậy thì cái chiếc Gigabyte Aorus 15 này nó sẽ có cho chúng ta một cái mức giá cực kỳ là tốt luôn các bạn nhé. Chỉ là 21.990.000 đồng cho một cái chiếc laptop với cực kỳ là nhiều trang bị như này luôn. Sản phẩm thứ tư mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay cũng là một cái tên rất là quen thuộc, đó chính là cái chiếc Asus TUF Gaming A15. Nhìn chung thì trong cái phân khúc giá này đi kèm với card đồ họa RTX 4050 thì chúng ta sẽ có hai cái phiên bản đây nhá. Với cái phiên bản đầu tiên có con chip là AMD Ryzen 5 7535HS, đi kèm với đó là card đồ họa RTX 4050, 16GB RAM và 1TB SSD thì chúng ta sẽ có cái mức giá là 22.490.000 đồng. Một cái phiên bản khác được trang bị con chip cao hơn đó chính là AMD Ryzen 7 7735HS, cũng card đồ họa RTX 4050, tuy nhiên thì sẽ chỉ có 8GB RAM và 512GB SSD thôi, thì nó sẽ rẻ hơn một chút với con số đó chính là 22.290.000 đồng. Nói chung là cái này thì các bạn nên cân nhắc theo cái nhu cầu của các bạn. Nếu như bạn là một người mà muốn mua một chiếc laptop về để có thể là sử dụng ngay lập tức thì nên mua cái phiên bản Ryzen 5 hơn, bởi vì nó sẽ có sẵn trong ta là 16GB RAM xếp sẵn đủ channel rồi, đi kèm với đó là 1TB SSD tương đối là thoải mái để sử dụng. Còn cái phiên bản AMD Ryzen 7 kia thì mặc dù là cái CPU hiệu năng nó sẽ cao hơn một chút, tuy nhiên thì chúng ta sẽ chỉ có sẵn là 8GB RAM mà thôi, và các bạn bắt buộc là sẽ phải nâng thêm 8GB nữa để có thể là tận dụng được tối đa hiệu năng ở trên cái chiếc máy này nhá. Cái chiếc Asus TUF Gaming A15 này thì cũng sẽ là một chiếc laptop gaming mà nó theo cái trường phái là gọn nhẹ. Tuy nhiên thì nó sẽ không gọn nhẹ bằng so với cả cái chiếc Cyborg 15 cũng như cái chiếc GF63 kia. Chúng ta sẽ có được cái trọng lượng thực tế khi mà mình cần cái chiếc máy này nó sẽ đạt được đó chính là 2,1 kg. Và mặc dù là có một cái mức trọng lượng nó nhẹ như vậy, tuy nhiên thì cái chiếc máy này nó vẫn sẽ có trong ta đầy đủ một cái hệ thống tản nhiệt bao gồm là hai quạt tản nhiệt. Và từ đấy thì nó sẽ mang lại cho chúng ta được cái hiệu suất tản nhiệt theo mình là nó vừa đủ để có thể là tận dụng được cái combo cấu hình mà nó được trang bị á. Cái phiên bản TUF Gaming A15 này thì cũng sẽ được chạy card đồ họa RTX 4050 với cái mức TDP là cao nhất luôn, đó chính là 140W. Và từ đó thì nó sẽ mang lại cho ta được cái hiệu năng gaming ở trong cái phân khúc giá là rất tốt. Đi kèm với đó thì chúng ta cũng sẽ có đây là những cái phiên bản chạy chip AMD Ryzen. Xét về hiệu năng thực tế thì mặc dù là những cái phiên bản AMD có thể là nó chưa bằng được so với cả cái phiên bản Intel trong phân khúc giá này. Ví dụ như là khi mà so sánh giữa AMD Ryzen 5 7535HS với cả Intel Core i5 13500H chẳng hạn. Tuy nhiên thì đánh đổi lại là cái phiên bản AMD thì nó sẽ có thứ nhất trong ta là cái thời lượng pin là nó sẽ tốt
tốt hơn. Tất nhiên là chúng ta cũng sẽ phải cân nhắc đến cái yếu tố đó chính là dung lượng pin nữa nhá, bởi vì là cái đại diện tới từ Intel mà trong phân khúc giá này có đó chính là cái chiếc Gigabyte Aorus 15 thì có viên pin dung lượng nó quá là lớn rồi. Còn đối với cả cái chiếc Tab Gaming A15 này thì chúng ta chỉ có viên pin dung lượng là 90Wh mà thôi. Tuy nhiên thì với cái khả năng tối ưu thời lượng pin thực tế ở trên cái bộ vi xử lý AMD Ryzen nó tốt hơn thì mình nghĩ là cái thời lượng pin thực tế của chiếc Tab Gaming A15 hoàn toàn là có thể sánh ngang với cái chiếc Gigabyte Aorus 15 nhá. Ngoài ra nữa thì cá nhân mình cũng đánh giá cái chiếc Tab Gaming A15 này là cái chiếc laptop mà toàn diện nhất ở trong cái phân khúc giá này, bởi vì là ngoài những cái yếu tố kia ra thì chúng ta vẫn sẽ có đây là LED RGB ở trên bàn phím này. Chúng ta sẽ có được một cái màn hình với cái độ bao phủ màu cao 100% sRGB ở đây, đi kèm với tần số quét đó chính là 144Hz và có hỗ trợ trong ta cái công nghệ là Nvidia G-Sync luôn nhá. Sản phẩm cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay thì sẽ là một đại diện tới từ thương hiệu Mỹ, đó chính là thương hiệu Dell. Với cái chiếc Dell Gaming G15 5530 được trang bị con chip là Intel Core i7 13650HX và card đồ họa RTX 4050 cũng chạy Multi-GPU luôn, thì mình nghĩ rằng là cái chiếc Dell Gaming G15 5530 này chính là cái chiếc laptop mà có được cái hiệu năng thực tế là tốt nhất trong số những cái sản phẩm mà mình giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Lý do tại sao mình lại nói như vậy thì thứ nhất đó chính là liên quan đến cấu hình nhá. Đây chính là cái sản phẩm mà được trang bị con CPU là mạnh mẽ nhất, đó chính là Intel Core i7 13650HX. Ngoài ra nữa thì đây cũng chính là cái chiếc máy mà có trong ta được cái kích thước cũng như trọng lượng là lớn nhất nữa, khi mà cái trọng lượng nó lên tới là 2.65kg. Và với một cái kích thước cũng như trọng lượng lớn như này thì Dell cũng thể trang bị được cho cái chiếc máy này một cái hệ thống tản nhiệt là mạnh mẽ nhất trong số những cái sản phẩm mà mình giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Thế cho nên là nếu như mà bạn nào muốn tìm một cái sản phẩm mà thứ nhất là có thương hiệu này, thương hiệu Dell tới từ Mỹ rất là an tâm đúng không nào? Thứ hai là nó phải cực kỳ nổi đồng cối đá, cực kỳ là cứng cáp. Và thứ ba đó chính là nó phải có cho chúng ta được một cái mức hiệu năng tốt nhất ở trong phân khúc giá này, đặc biệt là cái mức hiệu năng liên quan đến CPU, thì các bạn nên chọn cái sản phẩm Dell Gaming G15 5530 này. Và xét về mức giá thì cái chiếc Dell Gaming G15 5530 cũng sẽ có mức giá cao nhất trong danh sách ngày hôm nay, khi mà chúng ta sẽ có được cái mức giá đó chính là 23.990.000 đồng cho cái phiên bản cấu hình mà mình vừa đề cập vừa nãy nhá. Và đó chính là top 5 những cái chiếc laptop gaming chạy card đồ họa RTX 4050 giá rẻ mà mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Đâu sẽ là cái sản phẩm yêu thích của các bạn thì cũng để lại comment phía bên dưới cho chúng mình cùng biết nhá. Và cũng đừng quên là nếu như mà các bạn muốn laptop tại LaptopWorld ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều những cái chương trình khuyến mãi nhá. Chi tiết thì mình sẽ để trong link sản phẩm ở dưới phần mô tả. Và nếu như mà các bạn cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên để lại cho chúng mình một like, một share và một sub nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.